Vâng, xin chào tất cả mọi người. Thì chào mừng quý vị và quý anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Tuấn Anh Ô tô Hải Phòng. Thì cũng chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với cửa hàng mua bán ô tô cũ của Tuấn Anh Ô tô Hải Phòng, có địa chỉ tại km 111 đường Cống Trắng Quán Toan Hồng Bàng Hải Phòng, cũng như là số cơ sở 2 là 173 đường Hải Triều Quán Toan Hồng Bàng Hải Phòng anh em nhé. Tại cửa hàng ô tô Khanh Minh, mình tên là Tuấn Anh. Anh em nào mà đúng chân hay tất cả các mẫu xe nào ở đây thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 081 666 2386 anh em nhé. Tất cả mình chuyên mua bán tất cả các dòng xe từ 2 cho đến 8 chỗ ngồi, từ vài chục triệu đồng cho đến vài trăm triệu đồng. Anh em nào có ai có nhu cầu muốn bán thì hãy alo ngay cho em, hoặc ai có nhu cầu muốn mua xe thì cũng alo cho em. Em sẽ giải đáp tất cả mọi thắc mắc của quý vị và các bạn. Thì hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm 2019. Tuấn Anh Ô tô Hải Phòng sẽ giới thiệu đến cho anh em một vài mẫu xe mà đang có mặt tại cơ sở 2 173 đường Hải Triều Quán Toan Hồng Bàng Hải Phòng này. Đấy. Thì đầu tiên đây, đó là một chiếc Vios 205 đăng ký lần đầu 206 biển 29A 53204 này. Chiếc này đó là một chiếc Vios bản G xịn anh em nhé. Một chiếc Vios G xịn cho anh em. Anh em nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy liên hệ ngay cho em. Đấy, một chiếc Vios G xịn chứ không phải là bản thiếu, bản Nemo anh em nhé. Đây là một trong những bản đổ và những năm đầu tiên của dòng Vios nồi đồng cuối đá này. Chiếc này em đang chào bán với tiền là 182 triệu đồng cho anh em. Anh em nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy liên hệ ngay cho em. Đấy. Thì cái số điện thoại là 081 666 2386. Số đấy cũng là số Zalo của em nữa. Anh em nào có thể kết bạn với mình, mình sẽ giải quyết tất cả mọi thắc mắc của quý vị và các bạn. Đấy, anh em nhìn thấy một chiếc Vios G xịn nha anh em nhé. Sơn xi màu vàng cát. Con này biển Hà Nội, chủ mã đầy đủ, rất là đẹp cho anh em. Và chỉ với 282 triệu đồng thôi. Tiếp theo đây đó là một chiếc Captivan LT. Con này là biển 30. Con này chắc mới về. Mới về thì số sàn à. Vâng. Con này không rõ là đời 207 hay 208. Xe thì anh em mới về nên là em cũng chưa rõ được là con này đời 207 hay là 208 và giá tiền là bao nhiêu. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu mẫu xe này thì có thể liên hệ trực tiếp cho em. Để em sẽ tham khảo lại cái giá cho anh em. Chiếc màu vàng cát khá là đẹp đấy ạ. Đây là một chiếc Captivan đời 2007 này. Biển 18A01367. Chiếc này là đời 2007 và chiếc này đang chào bán với giá tiền là 248 triệu đồng anh em nhé. Đời 2007 bản đủ anh em nhé. Xin tích hợp tất cả mọi thứ, xi nhan trên gương, điều hòa tự động rất là đầy đủ. Tiếp theo đây đó là một chiếc Vios E biển 15A46495 đời 2012. Chiếc này đang chào bán với giá tiền là Vios E đời 2012 màu đen biển Hải Phòng, 330 triệu đồng anh em nhé. Biển 15A này 46495. Tiếp theo đây đó là một chiếc Hyundai i10 sản xuất 2015. Chiếc này em đang chào bán với giá tiền là 245 triệu đồng anh em nhé. 245 triệu đồng cho một chiếc i10 2015. Đối với chiếc xe này thì anh em có thể làm trả góp được anh em nhé. Đời 2015 anh em này. Màn hình DVD và cam lùi đầy đủ, nội thất lỉ nguyên bản. Tất cả nhà la răng đúc 4 bánh nhé. Đấy, tất cả tay úp cửa là đều được úp lốc mạ chrome rồi. Rất là sáng bóng, anh em mua về chỉ việc bấm biển vào tên là chạy thôi. Đấy, đời 2015 anh em nhé. Tiếp theo đây đó là một chiếc Vios sản xuất 2005. Chiếc này đang chào bán với giá tiền là 158 triệu đồng. Đời 2005 anh em nhé. Tiếp theo đây đó là một chiếc Kia Carens. Một chiếc Kia Carens máy 2.0 đời 2012. Chiếc này là biển 90A06898. Chiếc này em đang chào bán với giá tiền là 288 triệu đồng. Một chiếc Kia Carens 7 chỗ thương hiệu của Hàn Quốc. Một mẫu xe rẻ tiền.
nhưng mà rất là chất lượng. Đấy, một mẫu xe 7 chỗ mà chưa đến 300 triệu đồng. Đời thì đời 2012 anh em nhé, bản máy 2.0. Anh em nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy liên hệ ngay cho em ạ. Đấy, nội thất của chiếc xe rất là sạch sẽ và sáng bóng nha anh em nhé. Đời 2012 này, 288 triệu đồng cho anh em. Bố của lốp còn tương đối là mới này, 288 triệu đồng. Đấy anh em nhìn thấy nội thất của chiếc xe này. Đây là máy 2.0 anh em nhé. Tiếp theo đây đó là một chiếc Kia Morning sản xuất 2013. Chiếc này đang chào bán giá tiền là 215 triệu đồng. Đời 2013. Con này đã rút hồ sơ rồi anh em, về chỉ bấm biển vào tên là chạy thôi. Một chiếc xe cũng khá là chất. Đời 2013 anh em nhé. Form mới rồi, 215 triệu đồng. Tiếp theo đây đó là một chiếc Kia Morning. Đời 2009. Biển 15A20754. Số zig zag anh em nhé. Nhập khẩu zig zag. Đấy. Chiếc này thì đời 2009 này nó đang bán với giá tiền là 2009 là 240 triệu đồng. Tiếp theo đây đó là một chiếc Hyundai i10 sản xuất 2014 bản thiếu biển 30A15263 này. Thì chiếc này là đời 2014 này. Chiếc này em đang bán với giá là 240 triệu đồng. Bản thiếu anh em nhé. Đấy. Bên cạnh đây đó là một chiếc Vios sản xuất 2009 bản Nimo lưng kịch biển 98A18875. Chiếc này em đang chào bán với giá tiền là 235 triệu đồng. Đấy, xin giới thiệu tiếp là đời chiếc Vios này, đời 2009 nhé, 235 triệu đồng cho anh em. Bản Nimo đã được lưng kịch màu bạc, biển 98. Đúng không ạ? Tiếp theo đây, đó là một chiếc Chevrolet Orlando sản xuất 2017 bản số tự động. Con này đang chào bán giá tiền là 545 triệu đồng, bản số tự động anh em nhé. Đời 2017. Chiếc này thì em đã có video riêng rồi. Một mẫu xe 7 chỗ như một chiếc xe mới luôn. Zin cả xe cho anh em, không một lỗ nhỏ nha anh em nhé. Đời 2017 này. Đây là một chiếc con này là chiếc Captivan biển Hà Nội này, là đời 2007. Đời 2007 anh em nhé. Đấy. Đây là chiếc Orlando này. Biển 43A14419-64. Chiếc này là đời 2017 và đang chào bán 545 triệu đồng. Anh em nhé. Đấy. Một chiếc xe zin cả xe luôn. Tiếp theo đây cũng là một chiếc i10 sản xuất 2015. Chiếc này cũng đang chào bán giá tiền là 245 triệu đồng. Đời 2015 anh em nhé. Đây là chiếc Mazda Plymouth, chiếc này khách cọc rồi, chưa lấy. Bên cạnh đây đó là một chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2009, 102 triệu đồng cho anh em. Chiếc này em có video riêng rồi. Đời 2009 này, 112 triệu đồng. Hyundai Getz 2008. Bản thiếu. Con này là bản thiếu, bản đủ, bản chung.
đời 2008, máy móc máy gầm cực chất biển 98A. Đấy, chiếc này thì em đang chào bán với giá tiền là 160 triệu đồng. Đấy, máy móc rất là êm luôn. Điều hòa mát, màn hình DVD cam lùi đầy đủ cho anh em, đăng kiểm dài. Chiếc này thì đăng kiểm mới đăng kiểm xong. Tháng 7 năm 2020 này. Đấy, 160 triệu đồng luôn anh em nhé. Rất là chất, rất là rẻ. Đây là một chiếc Kia Morning nữa này. Cũng là màu lông chuột, biển 15A33792. Đấy, ngày em thì Morning số tự động rất là nhiều. Tiếp theo đây đó là một chiếc Vios Limo bản đời 2009. Chiếc này đang chào bán giá tiền là 235 triệu đồng. Limo đời 2009 nhé, đời 17A05175 này. Đấy, sang đây thì còn một số mẫu xe nữa cho quý vị và các bạn. Tiếp theo đây đó là một chiếc Honda Civic sản xuất 2008. Chiếc này đang chào bán là 275 triệu đồng. Đã rút hồ sơ rồi, anh em về chỉ việc bấm biển vào tên thôi nhé. Đấy, đời 2008 Honda Civic. Anh em nào đúng chân mẫu xe này thì hãy liên hệ ngay cho em. Tiếp theo đây là chiếc xe cuối cùng. Đó là chiếc Chevrolet Cruze sản xuất 2010. Đấy, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu. Một chiếc xe không lỗi. Giá tiền chỉ có 288 triệu đồng. Đời 2010, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu, biển Hà Nội, màu vàng cát. Zin cả xe cho anh em. Anh em nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy liên hệ ngay cho em qua số điện thoại 081 666 2386. Và anh em nào mà xem video lần đầu tiên của mình thì hãy đăng ký và like kênh trực tiếp cho em để là người đầu tiên nhận được những video và những chiếc xe mà mới về cửa hàng của mình nhất. Đấy, anh em nào đang đi một vòng về chiếc Chevrolet Cruze này đời 2010, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu, xe không taxi dịch vụ anh em nhé. Khá là chất đúng không ạ? Đấy, anh em nhìn đấy. Rất là đẹp cho anh em. Một chiếc xe mà nói chung là một chủ từ đầu thì khá là ok. Vâng, vừa rồi Tuấn Anh ô tô Hải Phòng giới thiệu cho anh em một vài mẫu xe mà đang có mặt tại cửa hàng 173 đường Hải Triều Quán Toan Hải Phòng này. Em tên là Tuấn Anh. Vâng, anh em nào có nhu cầu về mẫu xe nào thì hãy liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 081 666 2386. Anh em nào mà xem video lần đầu của mình thì hãy nhớ đăng ký và like kênh trực tiếp cho mình. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.